Cảnh báo suy thoái toàn cầu và thị trường tài chính sẽ sập mạnh trong tuần sau. Với những cái số liệu công bố về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong đêm ngày hôm qua, khiến thị trường Dow Jones giảm hơn 400 điểm. Và em nhận được rất nhiều những câu hỏi từ anh chị em là em ơi trong tuần sau thị trường Vern Index nó có đổ đều hay không? Vậy đối với những anh chị em nào mình đang cầm tiền hay là những anh chị em mình đang cầm cổ phiếu cần có những cái hành động gì cho phù hợp? thì tất cả sẽ được bật Mỹ trong video ngày hôm nay. Nên là video ngày hôm nay sẽ tương đối khá là dài một tí, nhưng em bảo đảm rằng nó sẽ không phí thời gian của mọi người, rất là hữu dụng trong quá trình anh chị mình đầu tư. Và lần nữa đầu tiên em gửi một cái lời chào thân thương, thương cũng như là một lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị mình đang xem video. Ngoài ra em cũng muốn gửi một cái lời chúc bình an đối với những anh chị em nào đang ở trong những cái khu vực có bão, đặc biệt là Hà Nội nè, rồi Quảng Ninh nè, hay là khu vực của Hải Phòng, mong rằng cơn bão nó sẽ sớm tan để mọi người quay trở lại một cái cuộc sống bình thường. Rồi, và bây giờ em cùng với cả nhà sẽ đi nói về thị trường cũng như tổng hợp một vài yếu tố trong phiên ngày hôm qua. Tối ngày hôm qua khoảng 7:30 Việt Nam thì Mỹ công bố về những cái số liệu mới nhất liên quan đến bảng lương phi nông nghiệp, liên quan đến tỷ lệ việc làm và tỷ lệ thất nghiệp. Thì em thống kê lại cho anh chị một số ý. À, về cái vấn đề vĩ mô thì ngày hôm qua bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến là 164.000 việc làm được tạo ra. Và trước đó là trong cái tháng 8 trong cái tháng 7 là 144.000 được việc làm được tạo ra nhưng mà con số thực tế chỉ là 142.000 đây là một trong những cái thông tin mang cái tính chất hơi tiêu cực một tí đối với thị trường và giới nhà đầu tư họ cho rằng là nếu như mà cái số việc làm này nó tạo ra thấp hơn so với cái con số dự báo này thì nền kinh tế Mỹ đang có vấn đề và khả năng là phép họ sẽ tăng 0,5 phần lãi suất trong cái cuộc họp tháng 9 này Tuy nhiên có một vài cái thông tin cũng mang tính chất là tích cực hơn một tí. Ví dụ như là mọi người nhìn giúp em là cái tỷ lệ thất nghiệp hiện tại. Với con số dự báo trong tháng 8 là 4,2%. Trước đó trong tháng 7 là 4,3% nhưng con số thực tế đúng với lại dự kiến là 4,2%. Đây là một trong những cái thông tin rất là tốt. Ngoài ra còn một cái thông tin cũng khá là quan trọng đó là thu nhập trung bình mỗi giờ. Thì anh chị thấy là cái con số dự kiến trong cái tháng 8 này nè. Giới nhà tư họ cho rằng là 0,3% và trong cái tháng 7 con số thực tế là 0,2%. Nhưng con số thực tế mới nhất ngày hôm qua được công bố trong tháng 8 là 0,4%. Tức là trong cái bảng ngày hôm qua cái tỷ lệ thì chúng ta có hai cái số liệu cực kỳ quan trọng đó là gì tỷ lệ thất nghiệp là một trong những yếu tố khá là tích cực thu nhập trung bình mỗi giờ cũng là một trong những yếu tố rất là tích cực chỉ có cái bảng lương phi nông nghiệp này nó thấp hơn so với dự báo một tí thì giới nhà đầu tư họ đang e ngại rằng nền kinh tế Mỹ bị suy thoái và cũng có rất nhiều anh chị đầu tư ở thị trường Việt Nam nhưng mà cũng quan tâm đến những cái thị trường Mỹ vì nó là một trong những cái liên thị trường nó sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý nên em lấy những cái số liệu này để mà phân tích cho mọi người một góc nhìn nó tổng quan nhất và rất nhiều nhà tư họ cho rằng là gì Fed họ sẽ hạ cánh cứng tức là hạ lãi suất đột ngột thay vì 0,25% thì họ sẽ hạ 0,5% lãi suất trong cái tháng 9 này dẫn đến là đầu phiên ngày thứ sáu á ngày hôm qua thị trường Mỹ em quan sát là nó tăng có lúc đạt 250 điểm nhưng mà về kết phiên thì bị bán giảm hơn 400 điểm và nó gây cho anh chị một cái tâm lý gì rất là bất an à, tuy nhiên với những cái vấn đề đấy thì anh chị mình nhìn nếu mà mọi người nhìn kỹ ra thì thật sự nó không có quá xấu như là những cái phân tích của các chuyên gia hay là trong những cái diễn đàn hay là trong những cái room zalo vì đôi khi á mọi người xem một cái một cái tin tức một cái thông tin mà nó quá xấu nó sẽ dẫn đến cái tâm lý hành vi của anh chị là nghĩ rằng thị trường nó xấu nhưng mà người cần phải kết hợp thêm một vài yếu tố nữa thì bây giờ em sẽ tổng hợp lại cho anh chị một vài yếu tố tại sao nói rằng nền kinh tế mỹ chưa chắc nó đã suy thoái đó là gì? Mọi người nhớ về cái um, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ trong cái số liệu mới nhất được đưa ra thì ngày 29 tháng 8 công bố nè. GDP của Mỹ tăng trưởng 3% so với dự báo là 2,8%. Tức là GDP trong cái tháng 8 quý 2 vừa rồi ấy, nó đang có một cái sự tăng trưởng. Các giới nhà đầu tư họ cho rằng là nền kinh tế Mỹ bị suy yếu. Nhưng mọi người để ý giúp em nè từ cái giai đoạn ngày 25 tháng 4 2024 bắt đầu quý 1 nè, so đến cái ngày 29 tháng 8 2024 thì cái con số tăng trưởng GDP của Mỹ như thế nào? Bắt đầu tăng dần lên từ 1.6 nè, qua cái tháng thứ 5 là qua qua 30 tháng 5 thì đã giảm còn 1.3, rồi tháng thứ 6 là 1.4, nhưng con số gần nhất là 3%, trăm không ạ? Nó đang có một cái sự diễn biến tích cực trở lại. Và nhiều anh chị mình hay làm dụng một cái cụm từ là suy thoái kinh tế. Là nhiều khi anh chị mình thấy là à, một cái số liệu nó đưa ra nó không tốt, đồng nghĩa là thị trường Mỹ nó bị suy thoái kinh tế. Em cho rằng những cái yếu tố đấy nó bị gọi là gì? Mình đánh giá hơi ngắn hạn một tí, mình đánh giá hơi thiển cận một tí. Tức là mọi người không thể nào mà dùng một điểm mà mọi người tả một cái cảnh. Nếu nói như là một cái nền kinh tế bị suy thoái thì GDP của cái nước đó phải có một cái sự trì trệ về tăng trưởng, tăng trưởng của nó phải thụt lùi đi. Ví dụ như là em lấy cho anh chị 25 tháng 4, tăng trưởng GDP của Mỹ là 4%, rồi đến ngày 30 tháng 5, tăng trưởng GDP của Mỹ là bộ là 3%, rồi đến ngày 27 tháng 6, tăng trưởng GDP của Mỹ chỉ còn 2% nên kinh tế bắt đầu trì trệ và giảm sút, tăng trưởng bắt đầu thụt lùi. Đó mới là một trong những cái dấu hiệu về suy thoái kinh tế. Nhưng những cái số liệu mọi người cập nhật mới nhất nè, trong cái báo cáo tháng tháng 8 vừa qua thì GDP của Mỹ tăng trưởng tới 3% và còn một cái dữ liệu cực kỳ quan trọng là thường á, với những cái năm mà có bầu cử về tổng thống Mỹ mọi người để đi thị trường chứng khoán thị, thường là nó sẽ tăng hết vì sao vì không có ông nào mà muốn trong cái nhiệm kỳ của mình của mình mà nền kinh tế nó bị suy thoái và cái thị trường chứng khoán nó đổ đều cả mọi người cứ xem về những cái thống kê rồi ngoài ra em tổng hợp cho anh chị một vài yếu tố mà em nghĩ rằng nó cũng rất là quan trọng đó là cái chỉ số về BCE PCE là một trong những cái thước đo lạm phát yêu thích của Fed và cũng như là ngoài CPI người ta thường dùng cái PCE này để mà đánh giá hiện tại lạm phát nó có căng hay không. Và trong cái số liệu công bố mới nhất nè, ngày 30 tháng 8 2024 thì PCE của Mỹ vào tháng 7 á, cái con số thực tế nó chỉ ở mức 2.5% so với dự báo là 2.6%. Có nghĩa là gì? Là lạm phát của Mỹ đang bắt đầu được kìm hãm và tiến dần đến 2%. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ tốt. Mà nếu anh chị mình sâu chủ lại nè, một cái nền kinh tế lạm phát đang giảm và tăng trưởng GDP điều gì? điều bắt đầu có một cái sự tăng trưởng dương trở lại. Thì không thể nào mà chúng ta nói Mỹ đang bị suy thoái được. Không thể nào mà chúng ta nói, ờ à, vì cái số việc làm trong cái tháng 8 vừa rồi nè, cái, cái số việc làm tạo ra nó thấp hơn với lại cái con số dự kiến là đồng nghĩa là 100% là thị trường Mỹ bị suy thoái. Đó là một trong những cái mà em muốn phân tích và tổng hợp cho anh chị một góc nhìn nó cụ thể hơn một tí ha đấy có rất nhiều anh chị mình hoang mang anh chị mình sợ rằng là, à, bây giờ kinh tế mỹ bị suy thoái thì kinh tế việt nam nó cũng bị suy thoái đúng không nhưng mà người hãy coi đến cuối video vì em sẽ tổng hợp anh chị cực kỳ nhiều những cái thông tin hữu ích đối với các bối cảnh hiện tại trong nước luôn Tiếp, ngoài cái chỉ số PCE thì cái chỉ số CPI là một trong những cái mà rất nhiều nhà tư họ hay quan tâm. Thì trong cái cái con số mà mới nhất nè, ngày 14 tháng 8 nè, thì CPI tháng 7 của Mỹ nó chỉ ở những cái mức là 2.9% so với dự báo là 3%. Đúng không ạ? Mọi người nhìn cái tháng 6 nè, CPI của Mỹ ở những cái mức là 3%. Rồi tháng 5 là CPI của Mỹ ở mức là 3.3%. Thì rõ ràng là nếu anh chị mình xét trên cái đồ thị á, thì cái chỉ số lạm phát này nè, nó bắt đầu nó giảm ngược trở lại. Và nếu anh chị mình sâu chỗ lại nè, CPI giảm, BCE giảm, GDP tăng trưởng thì không thể nào mà chúng ta khẳng định là à, kinh tế Mỹ bị suy thoái. Còn cái vấn đề mà ngày hôm qua thị trường chứng khoán Mỹ nó giảm là do đâu? Là do tâm lý và tâm lý giới nhà đầu tư bên thị trường Mỹ nó cũng giống như tâm lý của nhà đầu tư Việt Nam mình thôi, họ đang e ngại về một cái vấn đề là nền kinh tế Mỹ bị suy yếu. Nhưng mà đôi khi thì những cái vấn đề đó chỉ là một trong những cái vấn đề về ngắn hạn. Nhưng khi mọi thứ được cân bằng này, nhà đầu tư ngồi lại đánh giá một góc độ tổng quan thì tự nhiên là thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi. Thì sao à? Thì lúc đó nhà tư sẽ không còn quan tâm về câu chuyện suy thoái kinh tế nữa. Và mỗi giai đoạn á, mỗi lúc thị trường điều chỉnh em nói chị sẽ có rất nhiều những cái thông tin hợp tức hóa cho cái việc là tại sao thị trường giảm. Gần đây nhất nè, liên quan đến thị trường của Nhật Bản đúng không ạ? À? Với câu chuyện về carry trade, khi mà lãi suất của BOJ là ngân hàng của Nhật Bản á, trước đó là lãi suất âm tức là anh chị mình đi vay ngân hàng và ngân hàng họ còn không tính lãi suất cho anh chị thậm chí lãi suất nó âm anh anh chị còn được lợi hơn nữa thì cái mục tiêu của ngân hàng trung ương nhật bản là gì họ muốn kích cầu nền kinh tế và rất nhiều giới đầu tư họ vay tiền của ngân hàng nhật bản để làm gì đầu tư sang thị trường của bên mexico nè đầu tư sang thị trường của mỹ và đầu tư sang thị trường việt nam chẳng hạn nhưng mà khi ngân hàng trung ương của nhật bản họ bắt đầu họ tăng lãi suất lên từ lãi suất âm lên là bắt đầu 0,25% thì họ bị bán tháo ra hồi à, trước tôi vay không tính tiền bây giờ tôi vay bắt đầu tôi phải trả lại thì nó dẫn đến một cái làn sóng làn sóng bán tháo khiến cho thị trường tài chính nó đổ đèo nhưng mà trong giai đoạn hiện tại như thấy thị trường Mỹ nó lại phục hồi về những cái vùng đỉnh cũ thậm chí là Vnindex cũng như vậy phục hồi về những cái vùng 1270 cộng trừ không còn ai nhắc đến những cái câu chuyện về carry trade nữa ok không mà rồi cái tiếp nè, anh chị nhìn giúp em về cái giá dầu Brent à, giá dầu Brent là một trong những yếu tố nó cũng đóng góp quan trọng về cái vấn đề là lạm phát và hiện tại nè, tới tháng 9 nè thì mọi người thấy cái giá dầu Brent nó đang dao động ở cái mức là 71 USD một thùng, đúng mà 71 USD một thùng cũng như là một trong những cái mức tương đối khá là thấp. Rồi một số khu vực như là Trung Đông họ tiếp tục họ tăng cái sản lượng dầu ra. Đấy, nó khiến cho cái giá dầu hiện tại đang giảm mà anh chỉ biết á, cái cấu thành CPI của Mỹ là gì? Là chủ yếu nó đến từ nhà ở và đến từ phương tiện di chuyển, à, ví dụ như là xăng dầu hay là xe cộ. Thì nếu mà cái giá dầu hiện tại nó giảm nè, thì cái CPI mới nhất sắp tới này ngày 11 tháng 9 được công bố ra này 12 giờ 30 đúng không 11 tháng 9 Mỹ công bố về C3 tháng 8 em cho rằng cái con số dự báo này nè nó lại tốt hơn so với cái tháng 7 nữa tức là ví dụ tháng 7 là lạm phát là 2.9 nhưng cái con số tháng 8 này có thể đúng với những cái dự báo của các chuyên gia là bao nhiêu 2.6 có nghĩa là nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng và lạm phát đang giảm đúng không ạ à? mọi người phải nhìn một góc độ nó nó tổng quan như thế thì anh chị mới có một cái niềm tin với thị trường đấy giá dầu hiện tại nó cũng giảm mặc dù bên khu vực của trung đông có những cái chiến tranh nữa mà nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái giá dầu và nếu mà giá dầu giảm nó sẽ bớt đi cái áp lực về lạm phát được chưa ạ ok tiếp đấy có một cái thông tin cũng cực kỳ quan trọng đó là các nhà tư họ cho rằng Fed họ sẽ hạ bao nhiêu phần trăm lãi suất trong cái cuộc họp tháng 9 này thì cái con số mới nhất anh chị nhìn giúp em nè đây nè cái con số mới nhất mà sáng ngày hôm nay em mới tổng hợp á, là giới nhà tư họ cho rằng Fed họ sẽ hạ 0,25% với cái tỷ lệ là 70% nha anh chị. Một trong những cái trọng số rất là lớn và chỉ có 30% giới nhà đầu tư họ cho rằng là Fed họ hạ 0,5%. Nếu như mà Fed họ hạ 0,5% đó là một trong những cái sự kiện về hạ cánh cứng, tức là nền kinh tế Mỹ bị xíu và họ cảm thấy có cái vấn đề nào đó họ bắt buộc họ phải hạ nhanh để làm gì để họ cứu nền kinh tế thì nhà đầu tư họ cho rằng là nếu như mà hạ 0,5% thì kinh tế Mỹ nó sẽ yếu và nó sẽ dẫn đến các thị trường tài chính nó sẽ đổ đèo và VNX cũng tương tự. Nhưng số liệu mới nhất giới nhà đầu tư họ cho rằng là 70% Fed họ chỉ hạ 0,25% lãi suất thôi. Mọi người thấy mà và trong một cách đây một tháng trước đi vào ngày 7 tháng 8 này thì cái con số mà nhà đầu tư họ cho rằng Fed nào hạ 0,5% lãi suất lên đến 70%. Và cái con số mà nhà đầu tư họ cho rằng là Fed họ hạ 0,25% lãi suất lên đến 30%. Nó chỉ có 30% thôi, tức là nó đang có một cái sự đảo ngược. Và tại sao dẫn đến một cái sự đảo ngược này? Thì em lấy cho anh chị một cái ví dụ, một cái cơ sở nữa nè. Mọi người nhìn giúp em về cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong cái tháng 7 vừa qua. Ngày 2 tháng 8 công bố về cái bản lương phi nông nghiệp của Mỹ. Thì trong cái tháng 7, á, cái số việc làm được tạo ra chỉ có là 114.000 việc làm thôi. So với dự báo là 176.000. Cái con số này cũng là một trong những cái con số thấp hơn so với dự báo ngày 2 tháng 8 đúng không? Thì các giới nhà đầu tư họ cho rằng là gì? À, nếu mà cái con số này nó yếu như vậy thì khả năng là gì? Là phép họ phải nâng 0,5% lãi suất để làm gì? À? Để mà cứu nền kinh tế. Đó, anh chị thấy trong cái tháng 7 vừa qua này cái con số tạo việc làm nó thấp và trong cái cuộc họp trong cái con số mới nhất vào ngày hôm qua đi thì cái con số tạo việc làm ra nó cũng thấp hơn so với dự báo. Nhưng em mở cho anh chị xem về cái đồ thị của hàng Dow Jones này, thị trường chứng khoán Mỹ này, có phải kể từ tháng 7 đến thời điểm hiện tại tháng 8, tháng 7, tháng 8, 9 là xu hướng của thị trường Mỹ nó đều là xuống tăng không ạ? À? Mọi người nhìn đi, đây có phải là một trong những cái xuống tăng không? Và có nghĩa là nếu một cái thị trường nó đã, đã hình thành được một cái xuống thì những cái pha điều chỉnh này nó chỉ là một trong những cái quá trình nghỉ ngơi. Và sau đó thị trường sẽ sớm phục hồi mà quay về những cái vùng định cụ để mà test những cái vùng đỉnh. Vì cái mà anh chị mình quan trọng nhất đó là cái sự kỳ vọng trong tương lai. Còn khi mà thị trường giảm em nói chị nè, sẽ có rất nhiều những cái thông tin nhưng mà khi mọi thứ qua hết thì không còn ai nhắc về những cái thông tin đó ví dụ như là câu chuyện của uh, ngân hàng trung ương nhật bản họ bắt đầu họ tăng lãi suất lên đúng không carry trade đấy hiệu ứng carry trade thì uh, thị trường của mỹ nó cũng giảm nè đây là cái giai đoạn này ra những cái thông tin đấy thì thị trường mỹ nó giảm khoảng 6% phần trăm nhưng mà khi nó giảm nhau tôi mình quen hết những cái thông tin thì tự nhiên thị trường mỹ nó lại phục hồi lên ngược trở lại và trong giai đoạn này cũng vậy ai cũng cho rằng nền kinh tế mỹ bị suy thoái nhưng mà em nghĩ rằng uh, cái con số mà sắp tới được công bố này về cái chỉ số cpi đó anh chị em đây, CPI này, CPI vào ngày 11 tháng 9 này, nó thấp so với dự báo, thì đó là gây ra một cái gì? Yếu, yếu tố tích cực cho thị trường Mỹ, thì thị trường Mỹ nó sẽ tự động nó phục hồi, ok không mà? Rồi, đấy, à, và đối với thị trường của trong nước thì có những cái vấn đề gì cần phải lưu tâm? Thì trong cái phiên ngày, ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua, thì Tổng cục Thống kê vừa ra cái báo cáo về nền kinh tế xã hội trong tháng 8 2024 và cũng như là 8 tháng đầu năm. Và em ngồi em đọc, em nghiên cứu, em thấy là những cái con số này cực kỳ tốt em nói cho anh chị nè ví dụ như là tăng trưởng GDP quý 2 năm 2024 tăng trưởng 6,93% so với cùng kỳ năm 2023 và nên và thị trường chứng khoán á nó là một trong những cái thị trường về sự kỳ vọng của tương lai và nó cũng là bộ mặt của nền kinh tế một cái nền kinh tế tăng trưởng GDP thì nó chỉ không thể nào mà thị trường chứng khoán đổ đéo không thể nào mà thị trường chứng khoán nó rơi được nhưng mà anh chị nhìn bên phải nè có phải là anh chị thấy không Tại sao năm 2022 thị trường Việt Nam lại đau trên? Vì đó là cái giai đoạn bùng nổ, bùng nổ của GDP, tức là GDP lúc này nó đạt đỉnh rồi, do cái mặt bằng, về cái mặt bằng nền giá của năm 2020, 2021, ảnh hưởng do Covid, nó thấp. Thì tới 2022 nó có một cái sự phục hồi nền kinh tế, nó tăng trưởng quá rồi, thì bắt đầu phải thay đổi về chính sách là gì? tăng lãi suất điều hành nó dẫn đến kìm hãm nền kinh tế lúc đó thị trường chứng khoán nó đau trên nhưng mọi người nhìn bắt đầu từ năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại có phải là cái cột tăng trưởng GDP này mỗi ngày nó càng nhích lên không mà 2003 nè 5,05% quý 1 2024 là 5,66% quý 2 năm 2024 là 6,93% và mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024 tăng trưởng GDP phải đạt 7%. Đó là một trong những yếu tố em đánh giá cực kỳ khả quan cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Và trong cái bối cảnh hiện tại về cái chính sách của những cái cường quốc em nói chỉ là nó có một cái sự phân hóa. Ví dụ như là Mỹ nó gần đến cuối giai đoạn về giữ mặt bằng lãi suất cao và tháng 9 nó sẽ hạ lãi suất. Nhưng cái thằng Nhật Bản thì sao? Thì bắt đầu nó tăng lãi suất một nước thì giảm một nước thì tăng còn việt nam thì mình gì như thế nào mình dung hòa đúng không mình hạ lại suất lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2023 và tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất thấp cho đến thời điểm hiện tại và rõ ràng là chưa có một cái sự thay đổi chính sách nào để mà thị trường của chúng ta ảnh hưởng lớn cả và tất cả những nhịp giảm tất cả những cái yếu tố mang cái tính chất là thông tin em nghĩ nó chỉ mang tính chất ngắn hạn tác động về tâm lý nhà đầu tư thôi nên là mọi người cũng đừng quá lo lắng ha Ok, tiếp là cái chỉ số CPI, cũng là một trong những cái thước đo về lạm phát á, thì mọi người thấy là CPI tháng 8/2024 so với tháng 8/2023 nó chỉ tăng 3,45% và nó ổn định so với tháng 7/2024 tức là tháng 7 tháng 8 vừa qua lạm phát vẫn đang kiềm hãm và trung bình 8 tháng đầu năm lạm phát của Việt Nam 4,04% 8 tháng đầu năm mà lạm phát của Việt Nam vẫn chỉ ở những cái mức là dưới 4,5% đúng với là mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ là gì tăng trưởng nền kinh tế và kiểm soát lạm phát dưới 4,5% rõ ràng chúng ta đi chúng ta sống trong một cái môi trường nền kinh tế đang phục hồi phát triển làm phát thì đang giảm tăng trưởng gdp thì đang tăng thì không thể nào mà nói việt nam suy thoái kinh tế được mọi người có đồng ý với em như vậy không nếu mà người đồng ý thì mọi người bấm ủng hộ một cái nút like một cái uh, nút đăng ký kênh hoặc là một cái chia sẻ để là bình luận hình trái tim cũng được đúng không em lấy cho anh chị những cái số liệu từ tổng cục thống kê từ những cái nguồn cực kỳ uy tín tăng trưởng GDP tốt, làm phát giảm thì không thể nào mà chúng ta nói Việt Nam suy thoái kinh tế mà dẫn đến những cái cuốn mà bán tháo mà đảo chiều từ ức trên thành down trend được. Được không ạ? Vì em thấy anh chị mình rất quan tâm về vĩ mô, anh chị rất quan tâm về những cái thị trường Mỹ rồi những cái bản lương phí nông nghiệp. Mặc dù anh chị mới tham gia thôi nhưng mà anh chị mình tìm hiểu rất nhiều. Thì video ngày hôm nay cũng là một trong những cái video khá là dài nhưng mà em tin rằng từng giây từng phút anh chị mình lắng nghe sẽ rất là hữu dụng trong cái quá trình anh chị mình đầu tư. Được không ạ? Ok. Tiếp, anh chị biết là từ đầu năm 2024, đầu 2024 đến giai đoạn hiện tại là 8 tháng và cán cân thương mại Việt Nam đạt là những cái mức là 19 tỷ đô. Và trong giai đoạn tháng 4, tháng 5, tháng 6, 2024, lúc đó là cán cân thương mại của mình nó bị tâm hụt. Vì sao? Vì mình nhập khẩu nhiều. Lúc đó mình nhập khẩu nhiều để làm gì? Để mình có cái nguyên liệu, mình tạo ra cái thành phẩm, rồi mình bắt đầu mình xuất siêu sang những cái nước khác. Và trong cái giai đoạn đó, tỷ giá nó cũng tiếp tục nó căng. Rất nhiều anh chị mình nói rằng là... À, cái tháng 5, tháng 6 là mình nhập siêu nhiều lúc đó mình bị thâm hụt về dự trữ ngoại hối nhưng mà đến thời điểm hiện tại mọi người thấy không cán cân thương mại của mình vẫn tiếp tục là dương và ở cái mức là hơn 19 tỷ đô một trong những cái con số khá là khá là tích cực đúng không tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2023 đúng không mà đây là một trong những yếu tố cho thấy là gì các doanh nghiệp trong nước đang có đơn hàng từ nước ngoài ví dụ ngành dịch may nè ví dụ như là những ngành sắt thép cũng như vậy nè nền kinh tế của mình đang phục hồi các doanh nghiệp họ có đơn hàng thì không thể nào mà nói là gì nền kinh tế suy yếu được và chúng ta đang ở đâu đang trong giai đoạn về phục hồi sau suy thoái suy thoái là giai đoạn bong bóng tài sản từ cuối 2022 đầu 2023 nhưng bây giờ là tháng 8 năm 2024 chúng ta đang trong giai đoạn gì phục hồi nền kinh tế nha anh chị em phục hồi là gì là trải qua suy thoái rồi bắt đầu các doanh nghiệp họ làm ăn có lợi nhuận và tăng trưởng dần tăng trưởng dần và thậm chí em nói chị là ngoài kia còn chưa đến giai đoạn về bong bóng mà khi một cái nền kinh tế xảy ra những cái tình trạng về tăng trưởng GDP quá nóng nè cung tiền quá nhiều nè thì xảy ra là bong bóng tài sản lúc đó thị trường chứng khoán nó mới đổ đều còn em nói chị cầm cổ phiếu một hai tháng nay cái tỷ lệ anh chị mình có hiệu suất cao nó nó khó không cực kỳ khó rõ ràng là thị trường chứng khoán nó còn chưa lên được chứng tỏ là gì thị trường nó vẫn đang ngang nó vẫn đang trong những cái trạng thái là tích lũy để mà chờ đợi một cái con sóng mới từ đây đến cuối năm được chưa à? và thị trường này nó có điều chỉnh nó cũng chỉ là cơ hội chứ không phải là rủi ro vì cái chính sách năm nay vẫn là chính sách duy trì mặt bằng lãi suất thấp kích cầu nền kinh tế được không ạ đấy tiếp trong giai đoạn khoảng tháng 7 nè tháng 8 này, tháng 9 là ai cũng nhắc về tỷ giá nhưng mà bây giờ em nói chị tỷ giá nó đục luôn cái mốc 102 This is, it tỷ giá đục luôn cái mốc 102 nhưng mà không còn ai nhắc về câu chuyện tỷ giá và tại sao trong tháng 5 tháng 6 tháng 7 rất nhiều nhà tư họ quan tâm về câu chuyện tỷ giá này vì lúc đó cán cân thương mại của mình là âm lúc đó là mình nhập siêu nhiều hơn xuất siêu là cái thứ nhất cái thứ hai ấy, là ngân hàng nhà nước họ bán dự trữ ngoại hối họ bán đô la ra để mà kìm lại những câu chuyện về tỷ giá tăng quá nóng thì giới nhà đầu tư trong nước của mình họ e ngại rằng nếu mà ngân hàng nhà nước họ tiếp tục họ bán đô mà không kiềm được câu chuyện về tỷ giá thì sẽ thay đổi chính sách điều hành là ví dụ bây giờ mình đang giữ môi trường lãi suất là bốn phần trăm đi thì bắt đầu mình phải tăng lãi suất lên là bốn phẩy hai mươi lăm bốn năm phần trăm thì một cái lượng tiền lớn từ những cái thị trường mang tính chất là gì những cái thị trường bên ngoài á ví dụ như là gì thị trường chứng khoán này đấy những cái thị trường mang tính chất là nó rủi ro nó sẽ bị rút tiền về cung tiền bắt đầu nó giảm thì thị trường chứng khoán nó rơi đó là một trong những cái yếu tố mà tác động giai đoạn vừa qua tại sao thị trường của chúng ta không lên nhưng mà cho đến cái thời điểm hiện tại là tháng 9 năm 2024 USD ngoài chợ đen này tỷ giá đô tự do mua vào nó đang giảm mọi người thấy không cái xu hướng hiện tại đô la đang giảm vào ở những cái mốc móc là dưới 25.500 tức là sẽ bớt đi rất nhiều về cái áp áp lực về điều hành chính sách của các nhà điều hành đây thì rõ ràng là chúng ta đang trong cái môi trường là thiên thời địa lợi rồi tỷ giá giảm tăng trưởng GDP và CPI À, về cái, cái chỉ số lạm phát á, dưới cái mức là 4,5%. Quá là nhiều những cái thông tin tích cực. Tuy nhiên về những cái thị trường lớn ví dụ thị trường liên ngân hàng thì nó mang cái tính chất là ảnh hưởng ngắn hạn khiến cho thị trường của chúng ta chưa vượt 1.300 thôi. Nhưng mà khi mọi thứ qua đi nè, bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng em nghĩ là thị trường nó sẽ phá được 1.300. Nó chỉ nằm ở cái vấn đề thời gian. Ok không ạ? Rồi tiếp nè, em sẽ lấy cho anh chị về cái sự tương quan của tháng 9 năm ngoái và tháng 9 năm nay. Mọi người để ý nè, cái tháng 9 năm ngoái là DCI nó ở những cái mức là 107 đúng không? Một trong những, những cái mức rất là cao, 106, 107. Thì lúc đó thị trường của chúng ta ra những cái thông tin liên quan đến ngân hàng nhà nước bắt đầu gì? Phát hành tín phiếu rút tiền từ những cái thị trường liên ngân hàng rút về nếu mà ông nào mà dư thanh khoản rút về rút về tránh tình trạng là đâu cơ tỷ giá lúc đó thị trường chứng khoán Việt Nam đổ đèo 200 điểm rơi 200 điểm vì ngân hàng nhà nước có cái động thái là hút tiền từ thị trường liên ngân hàng thông qua kênh tín phiếu sau 2 năm không hoạt động với cái con số là 200 300 ngàn tỷ nó khiến cho giới nhà tư họ e ngại rằng là nền kinh tế mình có vấn đề và khiến thị trường chứng khoán nó đổ đều nhưng cái tháng 9 năm 2024 nó khác hoàn toàn lúc này tăng trưởng của mình em như đề cập với anh chị đó tăng trưởng 6.95 phần trăm và tỷ giá nó như thế nào tỷ giá đi nó chỉ ở những cái mức là 101 thôi anh chị em 101.188 đúng không ạ à? ở trong những cái mức rất là thấp rõ ràng hai cái bối cảnh khác nhau nên là chúng ta không thể nào nói là à, năm ngoái tháng 9 thị trường rơi 200 điểm thì chắc chắn năm nay thị trường của chúng ta nó cũng sẽ rơi 200 điểm đó là một trong những cái yếu tố mà anh chị mình đánh đánh giá nó hơi bị thiếu thiếu cơ sở thiếu dữ liệu nên là em cho rằng cái tháng 9 năm nay nó sẽ khá là khả quan cho thị trường tài chính còn ngắn hạn thì anh chị cần phải kiên nhẫn đủ nắng thì hoa sẽ nở khi giông bão đi qua thì sao ạ à? thì mọi thứ nó quay về quỹ đạo cũ trước bình minh là đêm đen nếu anh chị muốn hưởng được những cái ánh nắng của bình minh bình minh thì anh chị phải gì phải chịu qua được những cái cảnh u ám của đêm đen đúng không rồi lấy cho anh chị thêm một vài yếu tố khá là tích cực đối với cái bối cảnh hiện tại trong nước nữa nè đó là gì đó là tăng trưởng tín dụng và trên màn hình đó là sơ đồ tăng trưởng tín dụng quý 3, quý tư của các năm từ 2018 đến 2022 thì rõ ràng anh chị thấy không bắt đầu từ quý 3 là một trong những cái giai đoạn mà vòng chạy tín dụng bắt đầu nó tăng lên từ 2018 rồi mọi người thấy không từ 6.1 này đã bắt đầu nó nhích tăng dần lên là 2018 nè, 2019 nè, đều cái chu kỳ về tăng trưởng tín dụng mạnh nhất á, thường á là nó rơi về cuối năm, lúc đó là khi nhu cầu vay vốn nhiều nè, và cũng như là một trong những cái mùa làm đẹp báo cáo tài chính. Đúng không bạn, ngân hàng lúc này họ bơm một cái lượng tiền rất nhiều và năm 2023 cũng tương tự. Mọi người thấy không? Đây nè, so với năm 2023 và 2024 nè, 2023 cũng tăng trưởng mạnh nhất là từ tháng 9 đến tháng 12, cái vòng quay tăng trưởng tín dụng này. Và hiện tại chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở tháng 9. Thì em đánh giá rằng á, cái khả năng và cũng như là cái xác suất từ đây đến cuối năm các ngân hàng họ phải đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đó là cái điều gần như là chắc chắn phải xảy ra Và từ 2018 đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm? 6 năm, 7 năm rồi anh chị em 6 năm, 7 năm liên tục về cuối năm nó đều phải, đều, đều cái đường công tăng trưởng nó đều tăng dốc lên Thì em cho rằng từ đây tháng 9 nó cũng sẽ như thế Và nếu như mà các ngân hàng họ đẩy mạnh được tăng trưởng tín dụng Thì doanh thu và lợi nhuận của họ tăng Mà doanh thu và lợi nhuận của họ tăng chẳng lại giá cổ phiếu lại đi xuống Và các cổ phiếu trong những ngành hàng á nó chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn Mà nếu các cổ phiếu đó đều đều tăng hết đúng không? giá các cổ phiếu tăng theo cái tình hình nội tại doanh nghiệp thì đương nhiên thị trường chứng khoán của chúng ta nó cũng sẽ tăng được không ạ à? đấy đó là những cái thông tin mà em nghĩ rằng á, sẽ cung cấp cho anh chị những cái góc nhìn nó đa chiều hơn à, hơn là anh chị mình chỉ nhìn phiến diện vào một cái góc cạnh là Mỹ cái tỷ lệ mà tạo việc làm của họ thấp hơn so với chị báo là một trăm phần trăm nền kinh tế Mỹ bị suy thoái em nhớ đôi khi mọi người bị một cái tâm lý quá mọi người chỉ tập trung một điểm mà anh chị tạo một cảnh thì đôi khi đó là một trong những cái mà chưa thực sự là phù hợp nó là rất nhiều anh chị mình nhắn tin cho em sợ rằng thứ hai thị trường nó sẽ đổ đèo đúng không thì em cũng dành khá là nhiều thời gian để mà ngồi lại mình nghiên cứu tổng hợp đọc những cái bài báo cung cấp cho anh chị những cái góc nhìn nó đa chiều nhất có thể và không phải là em chủ quan đâu em phân tích cho anh chị một góc độ rất là khách quan phân tích từ thị trường của Mỹ đối với những cái số liệu mới nhất của uh, bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như vậy và nếu anh chị mình thấy hay nhớ ủng hộ một cái nút like đăng ký kênh và chia sẻ vì những cái kiến thức này em nói anh chị á uh, mình phải tổng hợp rất là nhiều đọc rất là nhiều báo cũng mất rất là nhiều thời gian nhưng mà trên tinh thần chia sẻ là giúp anh chị mình kiếm được tiền đó là một trong những góc độ gì rất là vui đối với em. Tại thì em cũng mong rằng những cái kiến thức này sẽ hữu dụng trong cái công cuộc đầu tư sắp tới của mọi người. Rồi thì nếu như mà anh chị mình thấy hay phù hợp với góc nhìn quan điểm anh chị muốn đồng hành cùng em thì bên đây là cái bạn dịch vụ tư vấn khách hàng anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 017 575 2919 để mà tham gia cùng em đánh một cái nhịp sóng từ đây đến cuối năm. Đó là những cái vấn đề phân tích về viễn một. Vậy đối với phân tích kỹ thuật thì thị trường của chúng ta trong tuần sau sẽ như thế nào? ngay bây giờ đây em cùng với cả nhà sẽ đi phân tích và trước khi đi phân tích anh chị dừng khoảng 3 giây ủng hộ em một cái nút like đăng ký kênh và chia sẻ nha rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều ok à, nãy giờ chúng ta nói về vĩ mô cũng khá là khô khan đúng không thì bây giờ em sẽ đổi gió cho anh chị một tí nó một cái góc độ nó thật chiến hơn đó là về phân tích kỹ thuật và trong cái phiên ngày thứ sáu thị trường của chúng ta kéo về cuối atc tăng khoảng 5.75 điểm quanh mốc 1273 1273 với rất nhiều những cái mà cổ phiếu kéo về cuối phiên em lấy cho anh chị ví dụ Hòa Phát nè, kéo trong ATC đúng không? Hòa Phát kéo ATC nè, CTG tăng 1.43% cũng kéo trong ATC nè, rồi Masan tăng 2.56%, gần như là lấp đầy luôn cái phiên giảm trước đó kéo trong ATC, VRE rất nhiều những cái mã cổ phiếu được phục hồi và em cho rằng phiên ngày thứ sáu là một trong những cái phiên cực kỳ tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng mà với cái số liệu vừa công bố mới nhất của Mỹ thì đôi khi nó sẽ làm cho nhà đầu tư hơi chùng bước một tí. Nhưng mà mọi người yên tâm đi đó chỉ là cái vấn đề ngắn hạn của thị trường thôi. Em bảo đảm với chị khi thị trường lên không ai còn nhắc về cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cả, không ai còn quan tâm đến tỷ lệ thức nghiệp của Mỹ là bao nhiêu cả, mà họ chỉ quan tâm là em ơi ngày hôm nay mua cổ phiếu nào, em ơi bây giờ mình sử dụng margin được chưa, em ơi bây giờ mình có nên vay ngân hàng để mà đầu tư hay không, đó là những cái câu chuyện muôn thở năm nào cũng như năm nay, cứ thị trường lên cổ phiếu tăng mạnh là anh chị mình sẽ gì, quên hết những yếu tố tiêu cực. Nhưng bây giờ đâu còn ai nhắc về câu chuyện tỷ giá, đúng không? Nhưng mà hai, hai ba tháng trước rất nhiều nhà tư họ quan tâm đến tỷ giá, cho rằng là tỷ giá đang quá cao rồi thị trường sẽ đổ đèo có nghĩa là không phải vì một cái lý do này khiến thị trường giảm thì cũng sẽ là một cái lý do khác nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chính sách điều hành và chúng ta đang ở trong đâu trong những cái giai đoạn về gần cuối chu kỳ lãi suất cao họ cũng bị chuẩn bị hạ hà. ngân hàng trung ương canada ngân hàng trung ương của châu âu họ đã hạ lãi suất rồi việt nam mình đã hạ lãi suất trước để mà đóng đâu rồi thiên thời địa lợi nhưng hòa là gì nhưng hòa là chúng ta thiếu một cái dòng tiền vào thôi và anh chị hãy đợi cái dòng tiền đó cùng em và em cho rằng cái dòng tiền này nó mà vào nó sẽ vào rất mạnh vì em thấy được cái cấu trúc của những cái cổ phiếu kênh trên tích lũy rất là chặt chẽ nha anh chị em rồi ok rồi thì bây giờ anh chị thấy là trong cái phiên ngày thứ sáu nhà tư nước ngoài họ bắt đầu họ quay trở lại họ mua rồng và em phải nói với chị là rất là tiếc tiếc cái gì tiếc là cái phiên đầu tiên sau lễ là cái thằng thị trường mỹ nó giảm 600 điểm nó khiến cho vn của chúng ta có một cái gấp đau này sau lễ là nó, nó, là ngày thứ tư bắt đầu lại là có một cái gấp đau đúng không nó tác động với cái tâm lý còn nếu mà cái phiên ngày thứ sáu trước khi nghỉ lễ thị trường mỹ mà nó tăng mạnh thị trường việt nam nó chỉ là nó bùng nóc xu một cái là cái tính thời điểm thôi đấy thì với với những cái thông tin đó và ngày thứ tư thứ năm bắt đầu là à, nước ngoài bắt đầu nó bán rồng hai phiên là 700 tỷ này 600 tỷ nó làm cho anh chị cái tâm lý cực kỳ sợ với thị trường nhưng mà trong cái phiên ngày thứ sáu này nước ngoài nó đã bắt đầu quay trở lại mua rồng 233 tỷ rồi thằng Vinh Hôm là nó mua bán thỏa thuận nha nhưng mà các cổ phiếu khác anh chị thấy không CTG FPT Vinamilk anh chị trừ cái thằng Vinh Hôm ra đi là trong cái phiên ngày thứ sáu ấy, là nó mua ở đó cũng khoảng hơn bao nhiêu ạ hơn 500 600 tỷ trong khi anh chị mình càng sợ siêu thoái anh chị bán ra, nước ngoài nó đớp hết. Nước ngoài nó mua hết của những nhà tư cá nhân, ngoài ra tự doanh cũng như vậy nè. Mua 304 tỷ mua FPT, MWG, Hơ mà về băng, Techcombank, ACB vân vân và vân vân. Và em hỏi anh chị một câu nè. Các tổ chức họ có biết được câu chuyện siêu thoái hay không? Và nếu như họ biết được câu chuyện siêu thoái tại sao họ lại vẫn mua đối với cái thị trường chứng khoán? Anh chị trả lời thử giúp em. Được không ạ? Anh chị suy nghĩ thử đi, suy nghĩ vài giây đi. Có đúng không anh chị em? Các tổ chức, các định chế tài chính sau lưng họ có một cái bộ phận nghiên cứu rất là chuyên sâu về họ có biết được suy thoái kinh tế không? Biết chứ, đúng không? Vậy tại sao họ lại mua trong cái bối cảnh hiện tại trong khi nhà tư cá nhân ai cũng nói về câu chuyện suy thoái kinh tế rồi khủng hoảng kinh tế, rồi bong bóng tài sản? Rõ ràng nhà tư cá nhân họ đang có một góc nhìn bi quan với thị trường và thị trường tài chính lúc nào cũng như vậy nó phải có một cái hướng đi riêng đúng không? đi theo đám đông là anh chị mình chỉ có lỗ thôi 95% phần nhà đầu tư tin, thị trường tài chính điều lộ chỉ có 5% phần trăm kiếm được tiền. Vậy anh chị muốn kiếm được tiền thì anh chị phải đi ngược đám đông. Mọi người phải có một góc nhìn nó đa chiều. Ví dụ như là các YouTuber, các diễn đàn, các chuyên gia cho rằng thị trường sập đúng không? Cho rằng thị trường suy thoái đúng không? Nhưng mà quan điểm em em cho rằng thị trường nó không suy thoái. Các số liệu, dẫn chứng cho anh chị có cơ sở dữ liệu đàng hoàng, đúng không? Em cho rằng thị trường nó không có suy thoái, mà là do tâm lý nhà đầu tư và năm nào cũng như vậy. Nào là kêu là suy thoái kinh tế, thị trường nó cứ vượt định âm ầm âm, ầm, đúng không? OK. Đấy, rồi cái vấn đề thanh khoản trong cái phiên ngày thứ sáu á thanh khoản chỉ ở những cái mức trung bình thấp hơn so với cái phiên ngày thứ năm và em nói chỉ cái thanh khoản như thế này tổ chức họ không có phân phối được đâu quan điểm của em vẫn giữ xuyên suốt thôi với những cái phiên thanh khoản 1 tỷ 1 tỷ 2 cổ phiếu ok em đồng ý với cả nhà là tổ chức nó phân phối nhưng mà với những cái phiên 500 600 triệu cổ phiếu tổ chức nó phân phối nó phân phối được bao nhiêu trong khi anh chị chỉ cần thấy giảm một cái anh chị bán ra bán trên đầu trên cổ tổ chức bán xuống làm sao mà nó phân phối được hàng và khi nó chưa phân phối được hàng thì cái nhiệm vụ của nó là gì là nó giữ được không ạ à? Nó chưa phân phối được hàng thì làm sao mà để cho thị trường nó giảm sâu được. Ok không à? Rồi thì bây giờ em sẽ phân tích chuyên sâu hơn cho anh chị về góc nhìn về kỹ thuật đi. Nói nãy giờ cũng à, khô cô, cô, hồng một tí. Nên là anh chị em mình thương em. Ủng hộ một cái nút like, đăng ký kênh, chia sẻ. Cũng như là một cái lời bình luận hình trái tim. Một cái lời bình luận cảm ơn cũng được. Để mà chúng ta có thêm năng lượng, tiếp thêm lửa, chia sẻ cho anh chị cực kỳ nhiều những cái giá trị khác. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để em biết nếu cái video này á. Mà nhiều người coi nhiều like thì em sẽ biết là à cái thị yếu cái nhu cầu của anh chị là muốn bổ sung thêm kiến thức thì sau này em sẽ ra cho chị những cái chuỗi video cực kỳ chuyên sâu về kiến thức kiến thức hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube đầu tư cùng với quỹ tỷ stock rồi ok em quay trở lại phân tích cho anh chị góc nhìn về về kỹ thuật đi nãy giờ chúng ta nói vĩ mô nó khô khan quá thì bây giờ mình nói kỹ thuật một tí với cái phiên ngày thứ sáu thị trường có một cái phiên test khá là thành công khi mà nó giảm năm sáu điểm và cuối phiên kéo ngược lên tăng khoảng 5.75 điểm với thanh khoản không quá nổi trọi. và với những cái phiên mà thanh khoản thấp như thế này anh chị nhớ một cái câu nói của em không không gì tuyệt vời hơn môi trường kiệt thanh khoản mọi người nhớ câu này câu này của em không ạ à? không gì tuyệt vời hơn cái môi trường kiệt thanh khoản và với những cái phiên thanh khoản thấp em nói chỉ là tổ chức họ vẫn còn kẹp hàng ở đây họ chưa có phân phối được còn khi nào mà thị trường bị phân phối với những cái phiên thanh khoản to với những cái vùng dao động lỏng tổ chức họ sẽ có những cái những cái động thái là kéo xạ đúng không vừa rơi hỗ trợ nè kéo lên kháng cự bán xuống xả nè kéo xả dao động trong một cái biên độ rất là hỗn loạn thì đó là phân phối nhưng mà anh chị thấy trong cái biên độ từ trước lại đến thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta đi một cái biên rất là hẹp cái biên của thị trường rất là hẹp với lại những cái thanh khoản ngày càng thấp dần trong khi thanh khoản ở đây cao tổ chức nó phân phối em đồng ý hai tay hai chân nhưng mà thanh khoản tóc anh chị nói phân phối em em không đồng ý quan điểm em tổ chức nó chưa phân phối được trong những cái vùng này và nếu mà nó chưa phân phối thì để mà thị trường của chúng ta nó đổ đều nó rơi xảy ra những cái cú như thế này em giá là cái xác suất nó sẽ còn cao còn khi mà em nói chỉ là những cái thông tin ra tâm lý nhà đầu tư phản ánh thì cái việc mà thị trường điều chỉnh nó là cái cái điều mà khó tránh khỏi đúng không ạ à? cái việc thị trường điều chỉnh em nói chỉ là khó tránh khỏi nhưng mà điều chỉnh trong một cái xu hướng lên nó vẫn an toàn hơn là một cái nhịp tăng trong một cái xu hướng giảm đây nè những cái đoạn thanh khoản to không bứt thoát được và dao động lỏng lẻo nó giảm bao nhiêu nó giảm mà giảm 17 điểm nè, kéo lên tăng 21 điểm nè, rồi lại giảm bao nhiêu 14 điểm. Đây gọi là kéo xạ với những cái chùm thanh khoản ngày càng to lên. Đồng mỹ hai ta hai chân tổ chức nó phân phối. Còn với những cái giai đoạn mà thị trường rung lắc mà cái thanh khoản nó bé bé, ví dụ những cái vùng mà đi thị trường rung lắc nè, đúng không ạ? À? Tạo một cái vùng biên nè mà anh chị nói phân phối thì đâu khi anh chị bỏ luôn một cái con sóng. Và cái con sóng năm 2023 đó là con sóng gì? Con sóng chứng khoán đúng không? SSI, CTS, SHS rồi VCI, VND, rồi MBS, rồi VIX đúng không? những cái siêu cổ phiếu xuất phát đi lên từ những giai đoạn gì chân sóng thị trường đi ngang hấp thụ và anh chị nhớ cái giai đoạn tháng tháng tư 2023 em ôm lại lịch sử hồi ức của của chứng khoán à hỏi chứng khoán cho chị một tỷ cái giai đoạn tháng 4 2023 anh chị biết lúc đó cái thông tin nó còn kinh khủng hơn bây giờ cái thông tin gì ạ? Thông tin các ngân hàng của Mỹ và châu Âu họ phá sản. Đầu tiên là những ngân hàng uh, gọi là những ngân hàng start-up đúng không? Những cái thằng như là Silver Bank nè, rồi Silicon Valley Bank nè, rồi Signature Bank nè, những cái ngân hàng của Mỹ họ phá sản và dẫn đến những cái ngân hàng châu Âu cũng như vậy, uh, Reddit đấy, những ngân hàng bên khu vực của Thụy Sĩ, Thụy Điển cũng như vậy, họ e ngại một cái vấn đề là gì? Là ngân hàng có vấn đề và nhà đầu tư họ rút tiền rất nhiều. Và lúc đó thị trường chứng khoán của uh, và nó cũng giảm nó giảm bao nhiêu nó giảm 55 phần trăm 55 điểm em nhầm, đấy thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 55 điểm tương đương với khoảng 5 phần trăm lúc đó những cái thông tin nó còn kinh khủng hơn lúc đó cũng ra những cái thông tin liên quan đến suy thoái toàn cầu nhưng sau đó thị trường là gì nó tăng từ bao nhiêu nó tăng từ 1037 mà lên 1251 vì sao vậy anh chị em vì sao thị trường lúc đó nó không rơi mà nó lại tăng vì sao vậy vì đơn giản tổ chức họ kẹp một đống hàng ở đây với những cái nguyên nhân tích lũy rất là rõ ràng như là SSI quá trình tích lũy chặt chẽ như thế này hay là VND cũng như vậy đúng không Hay là gì? VCI cũng như vậy với những cái nền tảng cấu trúc nền tảng cho nền tảng, đúng không? Họ tích lũy họ gom hàng ở đây thì mình nói cho dù thiên đen hay là gì, có những cái tin cực kỳ xấu thì họ cũng phải cố gắng họ giữ giá và khi mọi thứ đều đi qua này, lúc thị trường lên chẳng còn ai nhắc đến câu chuyện các ngân hàng họ phá sản, đúng không? Lúc này rất nhiều nhà tư họ cho rằng là, là hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng có vấn đề nhưng mà anh chỉ thấy sau một khoảng thời gian nhìn lại là thị trường tăng chẳng ai còn quan tâm đến những cái thông tin xấu nữa đó là cái tâm lý hành vi và lấy cho anh chị thêm cái giai đoạn khoảng tháng 7 tháng 7 2020 tháng 9 tháng 9 2021 đây là vàng này tháng 8 từ tháng 7 đến tháng tháng 9 nha rồi. Tháng 8 2021 cái tập đoàn bất động sản Country Garden của Trung Quốc đúng không? Nó tuyên bố nó phá sản, nợ vay nó quá nhiều đi. Tại nó nó giống như là cái thằng Novaland nó nó chưa làm xong dự án này nó lấy tiền đắp nó xây một cái dự án khác rồi dẫn đến cái bong bóng tài sản, bong bóng bất động sản và nó nổ ra. Lúc đó những cái cổ phiếu bất động sản em nói chỉ nó sàn hai cây. HDC nè. à HDG nè nó sàn hai cây anh chị em đúng không nó sàn hai cây với những cái thông tin đó một cây nè hai cây một cây nè hai cây nhưng mà sau hai cái sàn nó cổ phiếu lên bao nhiêu phần trăm mọi người nhìn đi em tính tới khi nó đạt đỉnh nha sau hai cái sàn nó cổ phiếu tăng bao nhiêu phần trăm cổ phiếu tăng 73% giả dạ mang không? giả dạ mang đấy những cái thông tin nó rất là xấu nó tác động vào yếu tố tâm lý ngắn hạn nhưng mà cái nguyên nhân cốt lõi lúc này là gì tích lũy tổ chức nó lỡ nó tích lũy rồi thì bây giờ ra những tin xấu ok nó mất thời gian nó delay là một tí nó hấp thụ nguyên cái lượng hàng một tỷ cho tâm lý nhà tư cân bằng ok đâu lại vào đấy nó phải vào trận nó đánh vì mọi thứ đã sẽ xong xuôi rồi anh chị em đúng không mọi thứ đều đã trong một cái quá trình một một cái một cái chiến lược của nó rồi thì bây giờ những cái tôi đấy nó chỉ làm trì hoãn thôi và trong trong giai đoạn này cũng như vậy đúng không rất nhiều những cái cổ phiếu đó lúc lúc đấy nó, nó nó đã bị ảnh hưởng như là dg cũng như vậy nè nó phải tích lũy khoảng một tháng sau khi tích lũy một tháng này, đây nè thì nó tăng từ bao nhiêu? Từ giá khoảng 25 mà lên 100. Tăng từ 25 lên 100 và anh chỉ biết chỉ biết cái giai đoạn đó những cái tập đoàn lớn như là Him Lam rồi rồi Thiên Tân là đăng ký bán, bán cổ phiếu rất nhiều. Mà nếu anh chị mình nhìn ngắn hạn phân phối không? Nhìn lên nó là Ừ nó xấu quá nó phân phối với những cái dãy khối lượng bán rất là to với những cái volume bán rất là lớn với những cái biên độ giảm sàn, kêu phân phối. Phân phối rồi anh chị nghĩ ờ à, cổ phiếu này sẽ sập. Nhưng mà người nhìn lại đi sau những cái pha đó cổ phiếu nó tích lũy khoảng một tháng trời nè rồi nó tăng nhưng 3, ba nhưng bốn từ giá 25 mà lên 100 nếu như đây là phân phối kết thúc chu kỳ ấy, thì sau đó kết quả nó sẽ rơi vì tổ chức nó phân phối nó bán ra mà nó bán ra nó bán ra nhưng mà đây là quá trình đẩy giá trong những cái pha đẩy giá thì có những cái sự kiện thiên nga đen có những yếu tố thông tin về nó chưa chưa tích cực đi những cái thông tin xấu đi thì nó cũng phải cố gắng nó giữ giá và nó kéo lên giai đoạn này là giai đoạn nước rút tổ chức nó mới phân phối được trên đây tổ chức lên càng lên cao nhà thư càng phô mô nó mới phân phối được với những câu chuyện về bánh vẽ sale 500 một triệu là đợi rách ok em đồng ý anh chị đó là phân phối nhưng mà anh chị nhìn lại giúp em đi cấu trúc của những cái cổ phiếu hiện tại nha em lấy cho anh chị những cái thằng như là acb theo mọi người tổ chức nó có phân phối được ở đây không mọi người có thấy nó phân phối được ở đây với những cái khối lượng ngày càng nhỏ dần phân phối được không anh chị chẳng lẽ tổ chức tổ chức acb trong cái phiên ngày thứ sáu nó phân phối 5 triệu cổ phiếu đúng không hay là em lấy cho anh chị những cái cổ phiếu như là liên việt đi chẳng lẽ tổ chức nó phân phối một triệu ba cổ phiếu ở đây đúng không hay là em lấy cho anh chị những cổ phiếu chứng khoán FTS đi chẳng lẽ tổ chức nó phân phối 2 triệu ba ở đây hay là những cái cổ phiếu uh, uh, những cái cổ phiếu nào mở gờ đi anh chị em tổ chức nó phân phối 8 triệu cổ phiếu ở đây à? với những cái thông tin là um, chủ tịch doanh nghiệp đúng không là bác tài và bắt đăng ký bán một triệu cổ phiếu ra đúng không và trong cái tháng um, tháng 6 thì như bác cũng đăng ký bán ra giờ ngày này nè tháng 6 tháng 7 là bác cũng đăng ký bán ra nhưng mà bán xong thì cổ phiếu nó vẫn tiếp tục tăng bác cầm ba mươi mấy triệu cổ phiếu là anh chị em một hai triệu đó là nhăm nhỏ gì đâu đúng không mọi người đừng có tư duy là à, chủ tịch bán là cổ phiếu nó giảm đừng tư duy như thế đôi khi anh chị bị mất sống ấy bán có thể là gì trao tay hoặc là gì à, giải quyết những cái vấn đề cá nhân sau khi đó thì nhau tổ chức lớn họ mua lại là bình thường đúng không chẳng này tổ chức mở bây giờ họ phân phối đây hay là con uh, frt chẳng lẽ nó phân phối 383.000 cổ phiếu ở đây anh chị em đúng không thì cái góc nhìn chung của thị trường trong đại hiện tại á, em chưa thấy cái sự phân phối để mà kết thúc chu kỳ để mà thị trường của chúng ta nó đổ đều và nếu như mà thị trường này chưa có một cái ngành dẫn đạt đỉnh nè à, chưa có phân phối kết thúc chu kỳ thì một là thị trường nó đi ngang tích lũy hai là thị trường đi theo sideways up sideways là gì là nó như thế này nè lên đúng không tạo nền lên tạo nền lên tạo nền và trong những cái file đi ngang này em nói chị nó nó sẽ co giật nó không đi ngang như là em vẽ đâu nó sẽ co giật như thế này nè đấy rồi nó lên nó lại co giật như thế này rồi nó lại lên rồi lại co giật như thế này và anh chị mình đang ở đâu đang ở trong những cái đoạn về sai up tức là những cái đoạn co giật này và những cái pha co giật anh chị nghĩ rằng ở ờ, thị trường nó xấu bán ra bán ra xong tự nhiên anh chị mình thấy nó đẹp em bảo đảm anh chị luôn nếu mà thị trường nó vượt ngày ba ai cũng kêu là hô siêu sắm hô hô up trên. nhưng mà ở trong những cái vùng này nè thị trường cũng lắc lại bán ra tức là cái tâm lý nhà đầu tư đang bị chi phối rất là nhiều rồi em lấy cho anh chị tiếp nè và trong giai đoạn này em nói chị là thật sự thị trường nó phân hóa nó phân hóa ở chỗ nào nếu mà anh chị mình cầm những cái cổ phiếu thép như là hòa phát nè anh chị mình thấy không có lợi nhuận luôn một tháng hai tháng vừa qua anh chị không có lợi nhuận mặc dù thị trường tăng hay là anh chị cầm một hoa sen năm kim cũng như vậy vì các cổ phiếu này cái ngành nó đang có vấn đề liên quan đến giá thép và em cũng cảm nhận anh chị mình rất nhiều nhưng mà anh chị thấy một cái điểm tích cực là trong cái phiên ngày thứ sáu vừa qua các cổ phiếu này nó quay về cái nền của nó đúng không nó bắt đầu nó phục hồi hoa sen này uh, năm kim này, hoa sen này, nó quay về cái đáy cụ nó và nó có một cái nhịp phục hồi hoặc phát thì nó lại kéo trong ATC. Rõ ràng ở trong vùng này tổ chức họ không có nhu cầu họ bán ở đâu. Mà họ thấy chiếc khấu đủ rơi về hỗ trợ là họ mua à đúng không? Có nghĩa là đây là một trong những cái vùng các tổ chức họ gom lại hàng để mà setup cho một cái trận đánh mới. Và nếu mà trong cái ngày thứ sáu á, à, trong ngày thứ năm anh chị bán hàng lạng thì anh chị bán rất nhiều những cái mã cổ phiếu. Lấy cho anh chị massage. Em nói anh chị thứ thứ năm anh chị thấy xấu không? Giảm dạ, 1.6% đè trong ITC. Xấu chứ. Như là thấy xấu nhưng mà anh chị nhìn lại giúp em nè. Cái phiên ngày thứ sáu nó quay về nền này bật lên bao nhiêu? Bật lên 2.6%. Có nghĩa là mọi người chỉ cần nằm yên thôi. Tự động anh chị mình lãi một trăm mấy phần trăm. Nhưng mà anh chị mình sợ phân tích đủ kiểu phân phối các kiểu thì chúc mừng anh chị mất hàng đó, là một trong những cái giai đoạn mà cổ phiếu nó sao ướp tức là nó, nó lên miền trên nó xuống miền dưới xuống miền dưới nó sẽ lên miền trên hay là con b là cũng như vậy ngày hôm thứ năm thấy xấu không nhìn thấy nó xấu liền chế lên bị bán có lượng to phân phối đúng không nhưng mà qua ngày thứ sáu này mọi người thấy ông nó kéo lên 2% quay về nào nổ trợ nó kéo giật ngược lên tự nhiên thấy nó đẹp hay là con fpt cũng như vậy Đúng không? Ngày thứ sáu nó giảm 1.8% với câu chuyện là các cổ phiếu công nghệ của Mỹ nó giảm uh, Nvidia, Microsoft, Apple hay là gì Tesla nó giảm Nhưng mà tới ngày thứ sáu nó kéo giật 1.1 Thấy không? Anh chị thấy không ạ? À? Nó kéo giật ngược lên tự nhiên thấy nó đẹp Đó là cái tâm lý nhào từ Và em nói chỉ là cái phiên ngày thứ hai á Thị trường của chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Kiểu gì thị trường thứ hai nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Nhưng mà nó chỉ mang cái tính chất ảnh hưởng ngắn hạn Còn câu chuyện về đảo chiều chính sách đó em chưa thấy cái xác suất nó xảy ra câu chuyện ngân hàng nhà nước bắt đầu tăng lãi suất điều hành ngân hàng nhà nước việt nam em cũng chưa thấy cái xác suất nó xảy ra đó là để nói thị trường sập mạnh thị trường đổ đều suy thoái em không đồng ý với cái quan điểm đó quan điểm em thị trường việt nam nó không suy thoái làm gì mà có một cái thị trường suy thoái nào mà tăng trưởng GDP tốt, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát và cuối năm cái câu chuyện cố gắng bơm khoảng đẩy khoảng 1,2 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế để mà tăng trưởng tín dụng đó, anh chị em đúng không? rất nhiều những cái thông tin support cho thị trường Việt Nam nhưng mà với cái yếu tố về thị trường liên thị trường những cái thị trường lớn nó chưa tích cực khiến cho thị trường của chúng ta nó chưa tăng thì nó bước vào những cái pha gì sai lên đây nó tích lũy nào giật lên giật xuống giật lên giật xuống ở đây thôi đó là quan điểm cá nhân của em rồi phân tích tiếp cho anh chị một vài cổ phiếu trong những ngành ngân hàng BID đi Mọi người thấy không nó break được cái trên giảm bắt đầu quay về hỗ trợ test đường trung bình 15 25 phiên nó có rơi nữa đâu nó không lên nữa bắt đầu nó phục hồi ngược lên chẳng lẽ anh chị nói đây là phân phối đây là xấu hay là anh chị nhìn CTG đi nó tiếp tục nó kéo là mỗi ngày nó kéo giật giật lên này anh chị kêu nó xấu anh chị bán này. ngày hôm qua cũng kêu nó xấu sáng ngày thứ sáu ngày thứ năm ai cũng kêu nó xấu nhưng mà sáng ngày thứ sáu đó, nó mở gác nó giảm cuối phiên ATC kéo giật 1.5 phần trăm em nói chị là em cầm con CTG hai tuần em đâu có lãi bao nhiêu rồi đúng không ạ mình mình cầm hai tuần mình chỉ lãi một hai phần trăm nhưng mà em vẫn giữ em nó có bán vì nó đâu có cho lý do gì để em bán dòng tiền lớn nó vẫn còn kẹp ở đây mà nếu mà cổ phiếu nó rơi ok cuộc chơi kết thúc Được không cổ phiếu rơi cổ, cuộc chơi kết thúc nhưng mà bây giờ cổ phiếu nó chưa có rơi dòng tiền lớn nó vẫn còn kẹp ở đây mà thì chúng đâu mà chúng ta đang đứng trên ba người khổng lồ mà nếu như người khổng lồ còn giữ giá thì anh chị mình cứ an tâm với thị trường EB con này bao cung thắt đai băng này trend nó vẫn lên bỏ cung nhưng mà trend nó vẫn lên không không phải là vấn đề liên việt giảm có lượng bé tí thị trường ok cân bằng con này con này mình sẽ công cái nhịp chạy lên bà sáu mời băng ngày ngày hôm thứ năm có lên video phân tích cho anh chị nhiều anh chị kêu rằng ở à, cổ phiếu bị bán có lượng to là phân phối mọi người thấy không khi mà nó quay về là nó rũ này thì nó sẽ phục hồi nó nó sẽ tạo một cái trạng thái là vòng cung hướng lên ở đây này nó giống như những cái vùng này rơi ai cũng thấy nó xấu nhưng mà nó tạo một cái vòng cung hướng lên này, tự nhiên lại thấy nó đẹp đây cũng vậy này có một cái vòng cung nhỏ nhỏ này thị trường ok là những cổ phiếu này nó kéo rồi. À. và với những cái cổ phiếu mà băng thì xu hướng nó vẫn là một trong những cái xu hướng tăng nhưng mà mọi người nhìn ngắn hàng quá nhìn đâu cũng thấy tiêu cực hết thì mọi người sẽ đánh giá nó nó, nó xấu nhưng mà quan điểm em thì nó vẫn sai bước mà đúng không chỉnh này. cái đáy sau nó vẫn tiếp tục nâng hơn cao hơn những cái đáy trước mà SP này quay về tết cái đường trung bình 15 25 phiên bật ngược lên quay về vùng cao là nó bật OCB yếu STB này quay về vùng cầu là nó bật thì rõ ràng rất nhiều những cái mã cổ phiếu đang trong những cái trạng thái là tích lũy và chờ trở đông đấy thì anh chị mình cứ tự tin với thị trường ờ, thị trường từ đến cuối năm view em là nó vẫn sẽ tăng thôi view em up -trend, trừ những cái biến cố về thiên nga đen thì mình không nói nhưng mà với một cái bối cảnh nội lực nền kinh tế Việt Nam phát triển như thế chỉ cần thanh khoản vào thì tự động là nhà nhà đều hơi up trend đúng không? Nhưng mà bây giờ giai đoạn tranh sáng tranh tối tranh sáng tranh tối thì mới chính là những cái đoạn anh chị mình đáng đấy mà mọi người cứ còn khi mà tranh sáng hết rồi ai cũng thấy ngon anh chị vào anh chị mình có ăn không? Một cái miếng bánh mà chia cho 10 người so với một cái miếng bánh chia cho hai người à, thì chia cho ai? thì cái miếng cái, cái cái miếng bánh nó sẽ bự hơn chia cho hai người thì cái miếng bánh của hai người đó nó sẽ bự hơn so với chia cho 10 người đúng không ạ thị trường tài chính nó là như vậy có người quan điểm sập có người quan điểm lên nhưng mà quan điểm em thị trường này nó vẫn tốt vẫn là cơ hội cho mọi người ok tiếp nhận cổ phiếu chứng khoán này cts nó kéo tết cung những con này phải cần phải hấp thụ lại ha tái tích luyện hấp thụ lại fts cũng như vậy những cổ phiếu chứng khoán xu hướng đó là xuống lên rồi đúng không ai nè xu hướng nào xuống lên nè test rồi test kéo lên 0.9%. Ok, BCI nè, quay về cái nền cũ nè, quay về những cái vùng cầu bật lên hay là anh chị nhìn giúp em con TNG nó bật từ buổi sáng. Sáng ngày hôm qua con TNG nó bật rồi đúng không? Từ khoảng 10 giờ rưỡi là em thấy con TNG nó nó kéo rồi. Quay về vùng cầu nó trên ai không bán, tự nhiên lại quay về hỗ trợ lâu ra bán sai lầm. Sai lầm nhiều tư là bán tháo, bán hoảng loạn, bán nghe hỗ trợ và rõ ràng trong kể từ sau lại đến thời điểm tại không bán cổ phiếu em vẫn cầm cổ phiếu anh chị em rung lắc các kiểu mình vẫn cầm vì bây giờ cổ phiếu nó đâu có gì đâu mà xấu nó rung lắc cùng pha với thị trường thôi còn khi nào mà thị trường nó không giảm mà cổ phiếu nó giảm mạnh đó mới là xấu đó mới là những cái lúc mình bán các bây giờ thị trường giảm mà cổ phiếu giảm một hai phần thì anh chị cứ cho nó vận động cho nó bình thường đi và những cái cổ phiếu cầm toàn những cái cổ phiếu kênh trên em cũng không lo HMBS này. quay về tách đường trung bình 15 phiên thôi quay về vùng hỗ trợ của nó rồi cần thời gian nó bước vào pha tái tích lũy HCM HCM khỏe hơn kéo ITC nhưng mà chưa có những cái điểm mua em nghĩ đây nó tích lũy đây thêm một khoảng thời gian khối lượng thì cũng hơi lớn ha đấy, giai đoạn này nó dao động hơi lỏng cũng khó phân tích SHS chưa có gì mới đấy và anh chị thấy là trong đoạn này thị trường thật sự là nó phân hóa nhiều ví dụ anh chị mình cầm thép hay là anh chị cầm SHS hay là cầm ORS này thì hiệu suất của mọi người sẽ không cao vì đây không phải là những cái cổ phiếu dẫn sống em lấy cho anh chị ví dụ nha không phải là cổ phiếu nó tăng là anh chị mình cho rằng nó dẫn sống như là con DG cái nhịp này em nói chị là nó phục hồi từ SC lên AR đúng không tức là cái cái giai đoạn pha A của nó giai đoạn từ sell lưng la lên ar giai đoạn pha a của nó thì nó lên gặp những cái nguồn cung phía trên này nó bắt đầu nó bị bán nhiều anh chị mình nghĩ rằng ờ à, đây là sóng bất động sản nhưng mà người nhìn lại đi có con sóng bất động sản nào mà nó lên đâu nó xuống về đây lắp gáp không không vì rõ ràng đây không phải là sóng mà gọi là loài nhịp phục hồi trong pha a nó cần phải thời gian tái tích lũy trở lại hay là cổ phiếu đức xanh cũng như vậy nè bdr cũng như vậy nè những cổ phiếu này nó cần phải thời gian gì lình xình tái tích lũy lại Đấy, nó phải đi như thế này nè À, tái tích lũy nè thì biết đâu cuối năm nay hoặc là đầu 2025 nó mới vào sóng. Còn anh chị nghĩ những cổ phiếu này nó vào sóng quan điểm em không. Không có cổ phiếu vào sóng nào mà nó đi từ kinh dưới đi lên. Vào sóng là gì? Là giai đoạn cổ phiếu nó tăng trưởng, bắt đầu doanh nghiệp nó bùng nổ về doanh thu và lợi nhuận. Đó gọi là vào sóng. Ví dụ như liên việt giai đoạn này nè, tăng trưởng tín dụng nó mạnh nhất của một cái ngành ngân hàng. Đó gọi là gì? là vào sóng đúng không? Kết quả doanh thu đi, giá cổ phiếu tăng song song với lại kết quả doanh thu và lợi nhuận. Đó gọi là vào sóng. Hay là giai đoạn của uh, cổ phiếu uh, tăng trưởng đi lấy cho anh chị uh, đi phục hồi tình hình kinh doanh thấp đúng không đây gọi là vào sóng còn những cái thằng mà đi từ kênh dưới đi lên đó, như là HDC nè anh chị nghĩ ở uh, một cái nổ đây kêu là vào sóng thì quan điểm em không phải rất nhiều giai đoạn vừa qua rất nhiều anh chị mình cho rằng bất động sản nó vào sóng đúng không nhưng mà em nói bất động sản nó chỉ vào sóng nếu những cổ phiếu kênh trên nó đánh như là Nam Long Khang Điền thì nó đánh còn lại thì không phải là vào sóng đó nha anh chị em nhiều anh chị mình vừa rồi mình mua bất động sản nhiều đúng không thì em nói anh những cái thằng kênh dưới đó, nó lên ok lên thì nó đầu cơ một tí vì cái đặc tính ngành là bất động sản mà khi nó giảm nó giảm kinh lắm 11 phần trăm được xanh không thường những cái cổ phiếu này nó sẽ biến động mạnh so với những cái thằng kinh trên kênh trên là gì là không có nguồn cung nhiều như là mời giờ em nói anh chị nếu anh chị mình lỗ mờ giờ trong năm nay anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm anh chị từ đặt câu hỏi đi nếu anh chị mình đu cao nhất trên đây nè tới thời điểm hiện tại tà, anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm anh chị lỗ chỉ 3.74 phần trăm đúng không mọi người chỉ lỗ 3.74 phần trăm Ok anh chị mình không có nhu cầu bán tháo nhưng mà với anh chị nào mình cầm DG này, anh chị cầm anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm anh chị cầm giá cao nhất trên đọt ở đây nè thì anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm 36 phần trăm lúc nào anh chị mình cũng muốn Ờ uh, để nó lên bề bờ, bờ để mình bán hay là anh chị cầm trên đây nè anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm mọi người lỗ khoảng 20 phần tức là gì cái nguồn cung phía trên nó rất nhiều thì nó lên nó phải hấp thụ nguồn cung nó mất rất rất nhiều thời gian thì đây không thể nào là những cái cổ phiếu dẫn chắc được không thể nào là những cái cổ phiếu dẫn sống cứ không phải là ở uh, nó tăng là mọi người đánh đồng nó là dẫn sống là sai như là đầu tư công nhiều anh chị nói dẫn sống mà quan điểm em, em chưa thấy sống nào đây cả đầu tư công em chưa có thấy sống khi em chưa thấy những siêu dòng tiền vào cuồng cuộn, VCG chưa có sóng hút cũng như vậy nè BLC rồi những cái cổ phiếu như là FCN, em chưa thấy có sóng sánh nào cả mà đó chỉ là một trăm những cái pha phục hồi bình thường. Bây giờ này thị trường hồi, ok cổ phiếu nó cũng hồi. Anh chị đánh kiếm bao nhiêu phần trăm? 26%. Nếu mà anh chị mua giá thấp nhất nha, ok anh chị kiếm được 26%, nhưng anh chị không bán anh chị mình âm luôn, đúng không? Nếu anh chị mình không bán anh chị mình âm ngược luôn, đúng không? Nhưng mà anh chị mình cầm giúp em những cái cổ phiếu kênh trên, chị cầm FPT đi anh chị có âm không sao mà âm được đúng không anh chị còn lãi lãi bao nhiêu 38 phần trăm liên Việt đi anh chị lãi bao nhiêu nhìn là biết lớn rồi HVN anh chị lãi à, con này nó đầu cơ quá để tăng trưởng đi lấy anh chị FRT đi đúng không thì anh chị lãi bao nhiêu phần trăm anh chị lại ở đó khoảng 25 phần trăm đúng không mà vì đây là những cái cổ phiếu kênh trên đương nhiên là gì là cáp lực bán sẽ ít hơn so với những cái cổ phiếu kênh dưới đó là một người đừng có bị nhầm lẫn à, không phải cổ phiếu tăng nó là dẫn sống VHC là nhiều anh chị nghĩ là ở à, đây là dẫn sống đúng không chả có sóng thủy sản nào ra cả vì nó không có một cái sự đồng thuận của một cái ngành a nó có đánh không không id nó có đánh không không thậm chí con cm cm ít nè nó còn rơi thì nó chỉ không có sóng sánh về thủy sản này đâu mà nó chỉ là một trong những cái pha gì dao động hỗn loạn nữa mà này nó xuống bên dưới lên bên trên lên bên trên xuống bên dưới bởi bây giờ xuống bên dưới rồi thì nó phục hồi lên bên trên đa loại như vậy còn sóng là gì là giai đoạn cổ phiếu nó tăng trưởng nó break break được những cái vùng nền tích lũy vào giai đoạn pha e là giai đoạn đầy giá mạnh nhất của nó ví dụ nha đây nè à, đấy giai đoạn này break được những cái vùng tích lũy nè đúng không đây gọi là sóng nè pha e của cổ phiếu này, giai đoạn vào sóng ok đồng ý nhưng mà những cái giai đoạn mà nó đi ngang mà anh chị nghĩ là vào sóng thì thì chưa phải đúng không mọi người đang định hình sai định hình sai thì anh chị mình cũng mất rất nhiều những cái chi phí cơ hội họ phát họ sen đó rồi dầu khí thì với cái giá dầu giảm em nghĩ là bọn dầu nó chưa đánh được đâu nó chỉ đang trong những pha đi ngang thôi có kiệt cung nhưng mà thiếu gì thiếu nhân hòa tức là thiếu dòng tiền khi nào dòng tiền vào cuồng cùng 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 ở đây nè ok chúng ta xác nhận một cái con sóng dầu khí trong quá khứ nó có không có lấy cho anh chị quá khứ đi đây nè những cái đoạn về dòng tiền nó dòng tiền nó vào nè cuồn cuộn 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 xác nhận có sống dầu khí nhưng mà giai đoạn hiện tại có mà không có Đúng không mọi người nhìn thấy thanh khoản nó không có thì chưa có sống đâu nó chỉ có điều kiện cần là kiệt thanh khoản nhưng mà cái điều kiện đủ là dòng tiền vào em vẫn chưa thấy đâu Đúng không bây giờ nè cho con này vẫn đang trong vùng biên tích lũy và với câu chuyện mà giá dầu giảm còn 71 USD một thùng cũng như là giá xăng trong nước giảm dưới 21.000 đồng một lít thì nghĩa là cái nhóm ngành dầu khí và cái nhóm ngành thép nó chưa được cái sự ủng hộ từ vĩ mô nó chưa lên được đâu và phải nói là thị trường trong đoạn này nó nó đánh khá là khoai đó anh chị em nó đánh cũng khá là phân hóa nên là người cố gắng và trong uh, tuần vừa qua thứ sáu thì có những cổ phiếu đạm cà mau đem đẹp nè Ví dụ anh chị thấy phiên ngày thứ năm nó giảm 1.5, thứ sáu tăng 2.3%, ngồi yên tự động anh chị lại 0.8, nhưng mà anh chị cứ gì, ờ, sợ sập bán là bán ra xong mới tăng, cực kỳ khó để mà xử lý luôn. Đúng không ạ? Đạm Phú Mỹ cũng vậy nè. Đúng không? Tăng 3.5% dòng tiền vào khá là ok thì đối với em chiến lược của em trong đoạn này là mình chịu nhiệt thôi đợi mọi thứ cân bằng rồi và mình gia tăng thêm chứ em không có nhu cầu mà em bán hết cổ phiếu hay là em lên em chiếm lợn ở thị trường sập suy thoái kinh tế vì quan điểm của em thị trường nó vẫn ok còn những cái vấn đề về biến cố ngắn hạn nó chỉ là một trong những cái uh, thông tin sự kiện hợp thức hóa cho cái nhịp rung lắc rũ bỏ trước khi mà cổ phiếu nó lên lúc nào cũng như vậy nó phải đập cho nhà đầu tư ói hết hàng như là cái phiên 50 điểm nó nói cho nè em trả qua rồi đập cho nhà đầu tư không còn niềm tin không còn hy vọng thì nó mới lên giai đoạn này cũng như vậy giảm có tí tí năm bảy điểm nó đã là cái gì đâu đúng không trong lịch sử đầu tư của em em trải qua những cái nhịp giảm 200 điểm thậm chí là covid em trải qua từ giờ này mà vừa sau tết một cái là bắt đầu là gì đùng một cái là covid 19 thị trường đổ đều nó không phanh giảm ăn cực kỳ giảm ăn nó mình trả qua hết rồi thì em nói anh chị những cái nhịp giảm 5 điểm 10 điểm nó trả là cái gì đâu đúng không nó chỉ có mũi thôi nhưng mà những anh chị mình nhà đầu tư mới á, thì mọi người thấy áp lực mọi người trải qua riết mọi người quen quen thì mọi người sẽ có gì có có một cái kinh nghiệm đầu tư mọi người phải có kinh nghiệm không có kinh nghiệm anh chị mình cứ mua bán loạn xạ là chỉ có lỗ thôi thật sự nên là em cũng không muốn chị đi vào những cái vết xe đổ đó của em không muốn anh chị mình cứ cứ, cứ cứ cứ, mua rồi anh chị mình bán rồi đến cuối chu kỳ cứ cắt lỗ linh tinh linh tinh nó là em định hướng cho anh chị một góc nhìn nó dài hơn là một tí nó nó, nó rộng ra một tí thì anh chị mới có một niềm tin với thị trường và thị trường em nói chỉ nó có chỉnh đó cũng sẽ là cơ hội đó là view em từ đến cuối năm thị trường nó vẫn sẽ tăng tuy nhiên nó sẽ có những cái pha rung lắc sẽ có những cái pha loại bỏ trước khi nó lên thôi ok rồi những cổ phiếu ngành cạn biển Cạn biển thì chủ yếu vẫn đang trong những cái pha tích lũy đầu tư công thì không có sống rồi bán lẻ bán lẻ ok từ đến cuối năm vẫn cố gắng kích, kích cầu mà giảm 200 thuế vat đúng không Super nè lc frt Masan, Merger, những cái cổ phiếu này trend nó vẫn đi lên thì anh chị mình có những cổ phiếu này thì mọi người cứ nắm giữ bình thường không phải là vấn đề rồi đấy thì nội dung video ngày hôm nay cũng tóm gọn chỉ là một vài ý thứ nhất là bối cảnh nền kinh tế của Mỹ nhiều anh chị mình cho rằng suy thoái nhưng mà quan điểm của em trình bày rất là rõ cùng cùng với là những cái số liệu cơ sở dữ liệu thì em nghĩ rằng là thị trường kinh tế Mỹ để mà nói một cái số liệu là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ nó thấp hơn so với dự báo kêu rằng là suy thoái thì em không đồng quan điểm cái số hai là Việt Nam có kinh tế suy thoái hay không thì mọi người nhìn vào tăng trưởng GDP mọi người nhìn vào lạm phát mọi người nhìn vào cái cán cân thương mại rồi mọi người nhìn vào cái chỉ số sản xuất công nghiệp iab hay là bmi cũng như vậy đều rất là ok rất là tốt thì không có nào mà mình nói là nền kinh tế suy thoái suy thoái là gì là giai đoạn trì trệ của một nền kinh tế tăng trưởng gdp âm um hoặc là bong bóng tài sản ok đồng ý là suy thoái nhưng mà hiện tại nền kinh tế việt nam đang trong giai đoạn phục hồi và chờ đợi tăng trưởng và đặc biệt là cuối năm vẫn đang cố gắng đẩy về tăng trưởng tín dụng từ 2018 đến 2023 rồi năm năm trời lúc nào cuối năm từ quý ba nó cũng cái cái vòng quay về tín dụng nó cũng đều tăng mạnh đó là một trong những cái động lực để mà thị trường của chúng ta chinh phục được những cái mốc một ba còn những yếu tố ngắn hạn thì nó chỉ mang cái tính chất là tâm lý và thị trường này em nói chỉ là nếu mà nó có chỉnh thì nó chỉnh cái biên nó cũng chẳng bao nhiêu đâu ví dụ thằng thằng mỹ ngày hôm qua giảm một phần trăm và index giảm một phần trăm là 12 điểm nó chẳng bao nhiêu có không phải là những cái pha giảm 40 50 điểm những cái đàn mà là khủng hoảng đâu không phải những cái pha này hay là những cái pha này ví dụ tại sao đàn này thị trường của chúng ta giảm về tỷ giá đúng không nhà đầu tư họ cho rằng là ngân hàng nhà nước can thiệp tỷ giá không được thì bắt đầu sẽ thay đổi chính sách là tăng lãi suất dẫn đến cái giai đoạn bán tháo đúng không câu chuyện tỷ giá nó còn kinh khủng hơn là câu chuyện về gì về cái bảng lương phi nông nghiệp cái đàn này của mày nè ngân hàng nước bắt đầu phát hành tín phiếu sau 2 năm không hoạt động khiến cho nhà tư họ e ngại rằng là gì uh, SPV sẽ tăng lãi suất điều hành thì thị trường nó rơi nhưng mà anh chị nhìn đi tỷ giá thì đang giảm đúng không tỷ giá bây giờ đô tự do dưới 25.000 năm rồi uh, DSI nó cũng giảm tăng trưởng mọi thứ đều rất là ok thì cái bối cảnh tháng 9 năm 2024 nó khác hoàn toàn với là tháng 9 năm 2023 ok rồi, đấy, và cũng chia sẻ cho anh chị rất là chân thành Và hy vọng rằng những cái kiến thức, những cái giá trị này Sẽ củng cố được cho anh chị trong cái quá trình là một người đầu tư Và quên nữa là em cũng chúc cho anh chị nào Mình đang ở những cái khu vực có bão Quảng Ninh, này, Hà Nội này, hay là Hải Phòng Thì chúc cho anh chị bình an và hạn chế ra đường Vì bão cũng tương đối khá là lớn Mọi người cố gắng bảo trọng giữ sức khỏe để mà chúng ta còn chinh chiến kiếm tiền từ thị trường chứng khoán. Và nếu mọi người thấy video ngày này hay, hữu ích, nhớ ủng hộ một cái nút like, đăng ký kênh và chia sẻ. Vì những cái kiến thức, những cái số liệu này em cũng phải tổng hợp mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà em hy vọng rằng những cái công sức em ngồi nghiên cứu và cũng như những cái dữ liệu, những cái quan điểm của em nó sẽ đến cho anh chị, hỗ trợ anh chị rất là nhiều trong cái công cuộc là có một góc nhìn nó tổng quan hơn về thị trường. Chứ không phải là ở cứ nhìn vào một cái bảng lương phi nông nghiệp trong tháng này là chúng ta bị đánh giá phiến diện là thị trường Mỹ nó bị suy thoái. Rồi nghĩ rằng thị, thị trường Việt Việt Nam nó cũng bị suy thoái rồi anh chị bán tống bán tháo rồi anh chị bán ra xong thì mọi thứ nó không suy thoái mà thị trường lên anh chị lại mình lại mất tiền được không à? rồi và cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc cả nhà buổi tối ngon nhất hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo chúc cả nhà thật là bình an nha xin chào hẹn gặp lại